Lý do lớn nhất ấy, là tôi nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó nhờ quen chương trình mà chương trình sẽ làm lại mặt cho tôi. Bởi vì tôi tuy là một người đẹp trai nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vẻ đẹp thì nó vô tận. Cho nên tôi cho rằng nếu mà tôi thay đổi thì cuộc sống của tôi vẫn còn tốt hơn nữa. Đó vừa rồi là một cái lý do rất là vui của đạo diễn thôi. Bây giờ thì chúng tôi rất là muốn đạo diễn chia sẻ cái lý do thực sự đạo diễn muốn đồng hành với các thí sinh của chúng tôi ạ. Thực sự tôi nghĩ thế này này. Ngày xưa mình hay có cái câu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn đúng không? Nhưng tôi cho rằng cái câu ấy cũ rồi. Bây giờ là nước sơn và gỗ là nó phải ngang nhau. Thú thực là như vậy. Và về cơ bản nhất thì tôi cho rằng cái phẫu thuật thẩm mỹ ấy là một cái môn khoa học mà có tính nhân văn nhất của thế kỷ 20.